Vào tối qua ngày 3 tháng 5, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật. Qua bàn tay khéo léo và ý tưởng sáng tạo của một nhóm họa sĩ, cây cầu đi bộ đã biến thành sân khấu ánh sáng độc đáo. Cầu đi bộ Trần Nhật Duật, thành phố Hà Nội. Ánh sáng đã làm thay đổi hoàn toàn về giá trị thẩm mỹ đối với cây cầu đi bộ đã hơn 10 năm tuổi này. Nhiều người thậm chí còn không nhận ra khi cây cầu được bao phủ bởi ánh sáng trang hoàng và lộng lẫy buổi tối. Khi tất cả ánh đèn được bật lên thì cầu đi bộ Trần Nhật Duật trông như một sân khấu ánh sáng và thu hút rất nhiều người đến tham quan trải nghiệm. Với hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật như Thủy Cung của họa sĩ Vũ Xuân Đồng tái hiện 40 mô hình sinh vật biển được làm từ các sản phẩm tái chế, hay dọc hành lang cầu là tác phẩm Sóng của họa sĩ Lê Đăng Ninh gợi nhớ tới những lớp sóng sông Hồng. Xen giữa những lớp sóng này là hình ảnh vẽ tay in mộc bản tái hiện những người lao động thuộc đủ các ngành nghề quanh khu vực Hà Nội thời kỳ đầu thế kỷ 19. Lần đầu tiên mình đến là vào buổi tối thì ở đây lên đèn rất là đẹp, trông giống như kiểu là đèn trung thu ấy, và cả cái cầu này được thắp sáng khi mà cả mọi người đi qua đây đều trông rất là vui. Con đi học và mẹ cũng bận việc ấy, nên là cũng không mấy khi đi tham quan được những cái chỗ mà những nghệ thuật như thế này ấy. Thích những cái không gian nghệ thuật như này để cho trẻ con cũng được tham quan và cũng gọi là mở mang những cái đẹp. Theo chia sẻ của nhóm nghệ sĩ thực hiện dự án, họ đã mất tới 4 năm để biến ý tưởng thành hiện thực. Với mục tiêu tạo ra một không gian sáng tạo, sinh động hơn cho khách bộ hành qua cầu, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống và truyền tải những thông điệp bảo vệ môi trường. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy những cái ánh mắt của trẻ thơ khi mà trên những cái đường mỗi ngày đi học về thì đúng là mỗi ngày một ngày vui. Các em từ nhà đến trường qua những cái không gian như thế này, các em sẽ được học rất nhiều về cái di sản. Thì ở trong cái hành trình của theo các bước chân này, các em sẽ thấy lại những cái ngành nghề thủ công truyền thống mà đã gắn bó với người Hà Nội. Chúng tôi mong muốn là qua những cái dự án như thế này thì ý thức của cộng đồng sẽ thay đổi và mọi người sẽ cùng chung tay để bảo vệ cái môi trường tốt hơn. Việc Hà Nội có thêm không gian nghệ thuật công cộng mới sẽ hấp dẫn và thu hút khách du lịch, kích thích phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thủ đô. Dự án này cũng giúp thúc đẩy thói quen đi bộ, khám phá các di sản văn hóa nghệ thuật trong đô thị, một thói quen đang dần phát triển trở lại trong những năm gần đây.